Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021, bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Công ty đầu tư phát triển công nghệ xanh Lạc Việt phối hợp với công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bạc Liêu đã tổ chức họp báo giới thiệu các giải pháp tăng cường miễn dịch hô hấp. Các đơn vị đã giới thiệu dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với khả năng làm tăng sức đề kháng cho cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch, ngăn ngừa virus có hại xâm nhập vào đường hô hấp. VN-Borin chứa kháng thể kháng khuẩn vô hại là thiên địch của nhiều mầm bệnh trong tự nhiên, hoàn toàn an toàn với con người, đặc biệt phù hợp với người có sức đề kháng kém, có nguy cơ viêm đường hô hấp như mũi, họng, có thể sử dụng an toàn với trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Đại diện hai bên đã có buổi ký kết hợp tác, phân phối sản phẩm mở rộng trên toàn quốc, nhanh chóng đến tay người tiêu dùng. Sản phẩm sẽ được mở bán trên website dược bạc liêu.vn.